Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin chính yếu sẽ có ngay sau đây. Quan chức Ukraine phàn nàn việc thiếu vũ khí để chống lại Lancet. Nga mở trung tâm nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình. Điều Kiev mong mỏi trước thượng đỉnh NATO. Nga có thể triển khai UAV hạng nặng Okhotsk, thách thức mới cho Ukraine. Hé lộ vì sao Mỹ cần Nga để tránh nguy cơ sụp đổ. Kiev thiếu vũ khí từ các đồng minh phương Tây để đối phó với máy bay không người lái Lancet của Nga. Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Kyiv. Thông tin tình báo của chúng tôi nói người Nga đầu tư nhiều hơn vào việc sản xuất máy bay không người lái Lancet. Chúng tôi không ca ngợi người Nga, nhưng đây là một vũ khí tốt. Chúng tôi lo lắng về bất kỳ thứ gì có thể phá hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho quân đội Ukraine. Ông nói các đồng minh phương Tây có thể giúp đỡ bằng cách cung cấp pháo Gepard của Đức, xe bọc thép dẫn động 4 bánh Hawkeye của Úc và thiết bị gây nhiễu chẳng hạn. Sắc nói thêm, Canberra đang cố gắng tìm lý do nào đó để không cung cấp xe của mình cho Kiev. Thiết bị gây nhiễu hiện đại là một khía cạnh rất quan trọng trong khả năng chống máy bay không người lái, nhưng chúng tôi thực sự thiếu điều này và trông cậy vào các đồng minh của mình. Hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có nhiều hơn thế, ông Judisak than thở. Chuyên gia Mỹ gọi Lancet của Nga là sát thủ tiêu diệt thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong bài báo, chuyên gia quân sự Mỹ Peter Schuchel gọi máy bay không người lái Lancet của Nga là sát thủ hàng loạt đối với trang thiết bị của quân đội Ukraine. Tác giả lưu ý rằng quân đội Nga đang tự vệ một cách đáng tin cậy trước cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine và công lao to lớn trong việc này thuộc về Lancet, phương tiện bay không người lái có tầm bay tối đa 40 km và thời lượng pin khoảng 40 phút. Trung tâm nghiên cứu tư tưởng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nga là trung tâm đầu tiên như vậy ở nước ngoài. Ngày 2 tháng 7, đưa tin hồi tháng 6 Nga đã mở một trung tâm nghiên cứu hệ tư tưởng Tập Cận Bình tại Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại ở thủ đô Moscow. Cơ sở này do nhà nước tài trợ và có tên gọi là Trung tâm nghiên cứu hệ tư tưởng Trung Quốc hiện đại. Đây là trung tâm nghiên cứu đầu tiên về học thuyết chính trị của nhà lãnh đạo Trung Quốc được gọi là hệ tư tưởng Tập Cận Bình ở nước ngoài. Giám đốc ICCA cho biết, mục đích của trung tâm nghiên cứu trên là tiến hành các phân tích chuyên sâu về tư tưởng và khái niệm tạo nên nền tảng của nhà nước Trung Quốc hiện đại. Những phân tích như vậy cho phép chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học Nga hiểu rõ hơn về Trung Quốc hiện đại và đưa ra các chiến lược, dự báo chính xác hơn cho quan hệ Nga-Trung, ông nói. Ông nhấn mạnh thêm, chúng tôi chắc chắn rằng càng biết nhiều về đối tác, hiểu biết càng khách quan và chính xác, càng tốt cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, đôi bên cùng có lợi giữa Nga và Trung Quốc, giữa Nga và các đối tác khác ở châu Á. Ông cho biết, nghiên cứu sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực của hệ tư tưởng Trung Quốc hiện đại gồm chính sách kinh tế, chính sách đối nội và lập pháp, chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế, quốc phòng, an ninh, sinh thái và xã hội. Trung Quốc là một trong những đồng minh quan trọng của Nga cả về kinh tế và địa chính trị. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái tuyên bố mối quan hệ giữa hai bên là không giới hạn, vài tuần trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chuyên gia về Nga và Trung Á tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải nhận định trung tâm nghiên cứu mới cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của giới học thuật Nga về phương Tây và Trung Quốc. Các tiếp cận hướng Đông ngày càng cho thấy tầm quan trọng. Trên thực tế, một số thành tựu của Trung Quốc như xóa đói giảm nghèo hay những chính sách phát triển công nghiệp đã được các đồng nghiệp Nga coi là dữ liệu tham khảo hữu ích cho một số vấn đề nội bộ của Nga. Ông Li cũng chỉ ra, việc các nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên về hệ tư tưởng Trung Quốc sẽ vào các học viện, viện nghiên cứu và cơ quan ra quyết định của Nga trong tương lai. Điều này sẽ làm tăng thêm ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây. Trung Quốc đã mở ít nhất 18 viện nghiên cứu tư tưởng chính trị của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, hay gọi đầy đủ là tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Quốc trong thời đại mới. Ukraine muốn đạt được một số tiến bộ trên chiến trường trong cuộc phản công trước hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra. Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết thông tin trên, mặc dù thừa nhận điều này sẽ dẫn đến những tổn thất mới. Phát biểu trước một số hãng truyền thông Tây Ban Nha, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố Kiev phải cho thấy kết quả trước khi các nhà lãnh đạo NATO nhóm họp tại Vilnius, Litva vào ngày 11 tháng 7. Ông đồng thời nói thêm rằng mỗi km đều phải trả giá bằng sinh mạng. Ông Zelensky lưu ý rằng những cơn mưa xối xả đã làm chậm một quá trình và nhắc lại lời kêu gọi phương Tây tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine. Ông cũng tuyên bố các hoạt động tấn công của Ukraine được tiến hành vào mùa thu năm ngoái đã bị hủy hoại bởi sự xuất hiện muộn của pháo binh. Chúng tôi dừng lại vì không thể tiến lên. Tiến lên đồng nghĩa với việc mất người và chúng tôi không có pháo, ông giải thích.
Chúng tôi rất thận trọng trong khía cạnh này, những thứ nhanh chóng không phải lúc nào cũng an toàn. Tổng thống Ukraine cũng nhắc lại yêu cầu từ lâu của ông rằng Kiev cuối cùng phải được kết nạp vào NATO. NATO không có Ukraine, không phải là NATO, ông tuyên bố, đồng thời khẳng định không có quân đội nào khác trên lục địa có kinh nghiệm chiến trường như quân đội Ukraine. Bình luận trên được đưa ra sau khi phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine cảnh báo rằng ông Zelensky có thể bỏ qua hội nghị thượng đỉnh NATO hoàn toàn nếu khối này không đưa ra cam kết nghiêm túc về việc gia nhập của Kiev. Trước đó, Tổng thư ký NATO tuyên bố bất kỳ cuộc thảo luận nào về tư cách thành viên của Ukraine chỉ có thể bắt đầu với điều kiện là nước này thắng Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của Nga vào đầu tháng 6 nhưng không đạt được tiến bộ và chịu tổn thất nặng nề. Bản thân ông Zelensky đã thừa nhận những khó khăn và nói rằng cuộc tấn công đang diễn ra chậm hơn mong muốn trước sự kháng cự quyết liệt từ quân đội Nga. Theo báo cáo, vào đầu tuần này, các quan chức phương Tây không ấn tượng với những gì Ukraine thể hiện trên chiến trường. Các nguồn tin của tờ báo này lưu ý sự hỗ trợ lâu dài của phương Tây dành cho Kiev phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của cuộc tấn công. Có nhiều dấu hiệu Nga đã thử nghiệm triển khai UAV hạng nặng S-70 Okhotsk để tấn công mục tiêu trên chiến trường Ukraine. Đây là loại UAV tàng hình lợi hại của Nga. Nó có thể kết hợp với tiêm kích thế hệ 5 Su-57 để gia tăng sức mạnh của cặp đôi này. Dựa trên các bức ảnh về UAV bay trên bầu trời Ukraine do các kênh Telegram của Ukraine đăng tải, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên đưa tin về việc sử dụng UAV tàng hình Okhotsk ở vùng Sumy. Theo đó, UAV này được cho là đã tham gia tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine ở vùng Sumy. Chiều ngày 27 tháng 6, truyền thông Ukraine phản ánh các vụ nổ ở khu vực Sumy và Perenchak Pulava. Một bức ảnh đăng tải trên trang Telegram Mars cho thấy một UAV bay trên bầu trời Ukraine. Vật thể này có hình dạng và kích cỡ na ná UAV Okhotsk thợ săn. Được biết thì có ít nhất 2 UAV Okhotsk đang trải qua quá trình bay thử nghiệm. Hồi tháng 6 năm 2022, tạp chí Quốc phòng dẫn nguồn tin của Nga nói rằng UAV S-70B Okhotsk đã thực hiện việc phóng thử nghiệm đầu tiên loại đạn dẫn đường chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất vào ngày 28 tháng 5 năm 2022. UAV này đã phóng tên lửa không đối đất được phát triển cho máy bay Su-57 có người lái. Tạp chí Jane thông báo rằng tên lửa này có khả năng là tên lửa hành trình KH-59MK2, một bước phát triển của tên lửa chiến thuật hạng nặng dòng KH-59 được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô vào đầu thập niên năm 1980. KH-59MK2 có thể phóng tới mục tiêu cách xa 241 km khi mang đầu đạn nặng 227 kg. Bản chất dạng module của thiết kế UAV này cho phép thực hiện nhiều điều chỉnh như tăng kích thước bộ phận nhiên liệu trong khi giảm kích cỡ đầu đạn. Hồi tháng 2 năm 2020, đưa tin rằng bom lượn Grom 9 A7759 đã được kích hợp vào UAV Okhotsk. UAV này có thể mang tới 4 quả bom Grom trong khoảng khoang bom của nó. Mức độ sẵn sàng của UAV hạng nặng này. Theo thông tin nguồn mở, hai nguyên mẫu Okhotsk của Nga đang trải qua kiểm tra bay, hai chiếc khác thì đang được chế tạo hoặc cũng đã bước sang giai đoạn bay thử. Nguyên mẫu thứ nhất bay lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 8 năm 2019. Hồi tháng 2 năm 2021, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với hãng tin Novosti rằng công ty đang chế tạo thêm 3 chiếc nguyên mẫu UAV hạng nặng S-70 Okhotsk, chiếc thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Nguồn tin cho hay, theo kế hoạch các UAV này sẽ được bay thử trong giai đoạn 2022-2023. Hồi tháng 3 năm 2021, thông tin cho hay việc chế tạo nguyên mẫu thứ 2 của S-70 Okhotsk đang diễn ra. Nguyên mẫu này được cải tiến về hệ thống điện tử, phần mềm và mức độ tàng hình. Đến giữa tháng 12 năm 2021, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei được cho là đã nói với kênh truyền hình Nga 24 rằng một hợp đồng cung cấp S-70 Okhotsk sẽ được ký kết trong vòng 6 tháng. Thử nghiệm bay đối với nguyên mẫu thứ 2 bắt đầu vào tháng 7 năm 2022. Nga có thể đã triển khai 2 UAV Okhotsk, 2 nguyên mẫu khác được chế tạo vào năm 2017, có thể đã có trong đội hình quân đội Nga hoặc sẽ sớm có mặt. Song kiếm hợp bích tiêm kích Su-57 và UAV Okhotsk. Các quan chức Nga đã nhất quán khẳng định rằng UAV Okhotsk có thể hoạt động dưới sự kiểm soát của một phi công tiêm kích thế hệ 5 Su-57. Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Nga phát biểu vào tháng 4 năm 2021, các máy bay và UAV này có thể tương tác không chỉ với nhau mà còn với nhiều loại đội hình tác chiến khác nhau. Trong khung thời gian ngắn, có khả năng sẽ kiểm soát được vài chiếc UAV Okhotsk từ buồng lái Su-57. Tiêm kích tàng hình Su-57 và UAV hạng nặng S-70 khác biệt nhau nhưng có thiết kế khí động học bổ sung cho nhau.
Su-57 được thiết kế để giải quyết mối đe dọa do các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Mỹ có khả năng tàng hình rất tốt đặt ra cho Nga. Các máy bay Mỹ này được phát triển để thọc sâu qua không phận đối phương mà không bị phát hiện. Trong khi đó, Su-57 thiếu năng lực tàng hình dựa trên tần số vô tuyến điện cần có để đi qua không phận tranh chấp. Su-57 có tàng hình nhưng không bằng mức độ tàng hình của tiêm kích Mỹ. Tuy nhiên, nếu kết hợp tính năng tàng hình với một bộ cảm biến đủ tốt, Su-57 có thể phát hiện và giao chiến với hai máy bay trên của Mỹ. Trái ngược với Su-57, UAV có tính năng lực tàng hình nổi trội có thể tương đương với F-22 và F-35. Okunis có thể thâm nhập không phải tranh chấp mà không bị phát hiện, rồi tiến hành phá hủy mục tiêu đối phương. Tuy nhiên, UAV này có thể không tự bảo vệ được bản thân nếu bị phục kích bằng máy bay tiêm kích đối phương. Nếu hoạt động cùng nhau, tiêm kích Su-57 và UAV Okunis có thể phát huy sức mạnh của nhau và linh hoạt trong vai trò tấn công. Okunis tạo ra thách thức lớn cho quân đội Ukraine vì các radar và hệ thống phòng không Ukraine không được mài sắc khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình giống như radar và hệ thống phòng không của Nga. Chẳng hạn, tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh có tính năng tàng hình, khả năng bay nhanh và kích thước nhỏ hơn cả một máy bay tiêm kích. Thế nhưng radar Nga vẫn phát hiện được tên lửa này dù diện tiếp xúc của nó với radar là rất thấp. Hé lộ vì sao Mỹ cần Nga để tránh nguy cơ sụp đổ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang phát triển các kế hoạch nhằm cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một sáng kiến mà giới chức Mỹ hy vọng sẽ khôi phục được niềm tin vào cơ quan quản trị ưu việt của thế giới. Mỹ có những ý tưởng riêng về cải cách tổ hợp công cụ hợp tác quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, muốn cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Washington phải đàm phán với Moscow. Vậy Washington muốn đạt được điều gì? Tại sao nước này nhất thiết phải cần đến sự giúp đỡ của Nga? Và trong những lĩnh vực nào khác mà Mỹ cần đến Nga hỗ trợ cấp bách? Tin tức Việt ngày hôm nay xin được gửi đến chủ đề Chỉ có Nga mới có thể cứu Mỹ thoát khỏi nguy cơ sụp đổ. Những trái ngược và bất đồng. Kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập sau Thế chiến thứ hai, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Liên Xô, sau này là Nga, đã nắm quyền phủ quyết đối với các vấn đề chiến tranh và hòa bình với tư cách là 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Đặc phái viên của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Thomas Greenfield đang tham khảo ý kiến của các nhà ngoại giao từ 193 quốc gia thành viên về khả năng mở rộng số lượng thành viên thường trực và Hội đồng Bảo an, song không có quyền phủ quyết. Do đó, theo đề xuất của Mỹ, Hội đồng Bảo an nên bao gồm 21 quốc gia, 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết, 6 thành viên thường trực không có quyền phủ quyết và 10 thành viên không thường trực khác luân phiên bổ nhiệm. Điều này phản ánh mong muốn của Tổng thống Biden trong việc thừa nhận cục diện thế giới đang ngày càng thay đổi và sự bất lực trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột toàn cầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố ủng hộ việc bổ sung các ghế thường trực mới cho Hội đồng Bảo an, bao gồm các ghế dành cho các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin. Ông cũng kêu gọi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an hạn chế sử dụng quyền phủ quyết đối với những tình huống bất thường, hiếm gặp. Mỹ đang thúc đẩy cải cách, bất chấp việc phải đối mặt với những thách thức gay gắt trong việc tạo dựng sự đồng thuận trong một thế giới ngày càng rạn nứt. Rủi ro ngày càng cao hơn nữa khi chính quyền Joe Biden tìm cách đảm bảo rằng Liên Hiệp Quốc vẫn là công cụ trung tâm để ngăn chặn chiến tranh, ngay cả khi giờ đây uy tín của tổ chức này luôn đặt trong sự nghi ngại. Richard Yorgi, giám đốc nhóm khủng hoảng quốc tế của Liên Hiệp Quốc cho biết, Hội đồng Bảo an đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Nhưng Liên Hiệp Quốc ngày càng suy tàn thì thế giới sẽ ngày càng bị phân mảnh, khu vực hóa và cạnh tranh hơn. Quyền lực của Hội đồng Bảo an nằm ở khả năng thông qua các nghị quyết có tính ràng buộc, không giống như các nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua. Ngoài 5 ghế thường trực, Hội đồng Bảo an gồm 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Các quốc gia đang phát triển hàng đầu gồm Brazil và Ấn Độ từ lâu đã tìm kiếm những thay đổi đối với hội đồng bởi vì họ cho rằng tổ chức này không đại diện cho quan điểm và lợi ích của Nam bán cầu, bao gồm châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Rinaldo Costa Fido, đại sứ của Brazil tại Liên Hiệp Quốc cho biết, các vấn đề của Hội đồng Bảo an vượt xa mọi khả năng kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu. Một sự kiện mà ông gọi là dấu hiệu của quá trình phân mảnh trật tự quốc tế. Do đó, đối với những quốc gia như Brazil, cải cách hội đồng là chìa khóa để đảm bảo rằng Nam bán cầu cảm thấy có lợi ích đáng kể trong việc duy trì hệ thống. Khi đại sứ Thomas Greenfield đang tiến hành cuộc tham vấn thầm lặng, thì chính quyền Joe Biden vẫn chưa đưa ra một đề xuất cải cách cụ thể nào. Tuy nhiên, giới chức cho biết Washington trước đây đã phát tín hiệu ủng hộ việc bổ sung Đức, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ làm thành viên thường trực.
Trong khi đó, Pháp và Anh đã ủng hộ các ghế thường trực cho Đức, Nhật Bản và Ấn Độ cùng với Brazil và ít nhất một quốc gia châu Phi. Theo các quan chức Mỹ và Liên Hiệp Quốc, Washington không ủng hộ trao quyền phủ quyết cho bất kỳ thành viên thường trực mới nào. Điều đó nhằm đảm bảo rằng nếu đạt được cải cách, nó sẽ trao cho các quốc gia quyền lực của chiếc ghế trong hội đồng thường trực mà không làm giảm quyền phủ quyết của các thành viên hiện tại. Một nhà ngoại giao giấu tên của Liên Hiệp Quốc nhận định, bất kỳ cải cách nào của Hội đồng Bảo an cũng có thể giảm sức nặng của phương Tây. Vì vậy đây là một thực tế, và câu hỏi bây giờ chúng ta có thể thực sự thúc đẩy điều đó hay không? Hay đây chỉ là những lời hòa Mỹ? Nhìn chung, đề xuất của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột khốc liệt vẫn đang diễn ra tại Ukraine, cùng với những thách thức ngày càng tăng nhiệt từ Nga và Trung Quốc, cho thấy bản chất đang thay đổi trong mối quan hệ của Mỹ với thế giới. Trong khi Tổng thống Biden tự tin nói về việc xây dựng một liên minh phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn chưa từng có đối với Nga và cung cấp viện trợ vũ khí cho Ukraine, thì một số quốc gia khác bao gồm Brazil, Ấn Độ và Nam Phi vẫn duy trì quan hệ kinh tế và quân sự với Moscow. Tổng thống Mỹ muốn giải quyết một số vấn đề đầu tiên để chứng minh sự vĩ đại trên con đường chính sách đối ngoại của Mỹ. Cho đến nay, cử tri Mỹ đang thấy những thất bại. Thứ hai, cải thiện quan hệ với Nam Bán Cầu. Những quốc gia đang bày tỏ sự hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Mỹ bằng cách giới thiệu đại biểu của Nam Bán Cầu và Hội đồng Bảo an. Ông Biden sẽ cho thấy rằng ông quan tâm đến lợi ích của tất cả các quốc gia với tư cách là một nhà lãnh đạo toàn cầu. Nếu không thành công, sáng kiến của ông Biden sẽ nối dài danh sách những thất bại nhằm cải tổ Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, chưa kể đến sự đồng thuận trong Hội đồng Bảo an là khó đạt được bởi những bất đồng sâu sắc vẫn đang tồn tại. Kể từ khi thành lập, Hội đồng Bảo an mới chỉ thay đổi một lần khi bốn ghế không thường trực được bổ sung vào những năm 1960. Bất kỳ bản cập nhật nào cũng cần có sự chấp thuận của ít nhất 128 trên 193 quốc gia thành viên, bởi vì nó sẽ kéo theo những thay đổi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không có quyền phạm sai lầm. Xét cho cùng, sáng kiến thất bại sẽ được Đảng Cộng hòa tích cực sử dụng nhằm chỉ trích Nhà Trắng. Để sáng kiến được thực hiện, ông Biden cần đàm phán với các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an, đặc biệt là với Nga. Mỹ cần Nga. Một điều thuận lợi là Nga ủng hộ ý tưởng mở rộng Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, ông Biden lại bị mắc kẹt trong chính khái niệm chính sách đối ngoại của mình, đó là cô lập Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ không thể hợp tác với một quốc gia mà ông cho là bất hảo. Bởi ông cho là làm như vậy thì ông đã tự làm mất đi uy tín của chính mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết, tất cả các quan chức Mỹ đều bị chính quyền Biden cấm liên lạc với Nga theo đúng nghĩa đen. Ngoài ra, Washington, với mục đích làm suy yếu vị thế của Moscow, chưa sẵn sàng tính đến lợi ích của Nga trong sự hợp tác này để công nhận quyền của Moscow với tư cách là một bên tham gia bình đẳng. Và vấn đề mở rộng Hội đồng Bảo an chỉ là một trong nhiều mục đích khác trong chương trình nghị sự quốc tế. Trong đó, Mỹ muốn đạt được mục tiêu của mình, phải hợp tác với Moscow. Thực tế cần nhìn nhận trong hầu hết các vấn đề quốc tế, Mỹ hầu như không thể đạt được các mục tiêu của mình nếu như không có sự hợp tác với Nga. Không phải là những thỏa thuận ngầm, mà là sự hợp tác mang tính xây dựng. Từ góc nhìn của Nga bình luận, nếu không hợp tác với Moscow, Washington không thể xây dựng bất kỳ chính sách hiệu quả nào để kiềm chế Trung Quốc. Bởi xét cho cùng, Bắc Kinh sẽ nhận được mọi thứ họ cần thông qua biên giới với Nga. Bài học kinh nghiệm lịch sử đã chỉ ra rằng, những nỗ lực tạo ra hệ thống này mà không có yếu tố quan trọng nhất của Nga thì sẽ biến nó thành cát bụi trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Và mong muốn của Mỹ về việc củng cố NATO trên cơ sở chống lại Nga chỉ đổ thêm dầu vào lửa, gây bất ổn cho châu Âu. Mỹ cũng không thể giải quyết được vấn đề Triều Tiên nếu thiếu Nga. Hiện nay, Nga là một trong hai quốc gia mà Triều Tiên đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Do đó, Nga đóng vai trò không chỉ là người bảo lãnh cho một thỏa thuận liên quan đến chương trình tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng, mà còn đóng vai trò trung gian tiến hành ngoại giao con thoi. Trong bối cảnh hiện tại, quan hệ Mỹ-Triều càng phức tạp thì càng tốt cho Nga, bởi vốn đang tìm cách phân tán các nỗ lực gây ảnh hưởng của Mỹ trên khắp thế giới, tương tự như vấn đề Iran, Mỹ cũng sẽ gặp khó. Cuộc xung đột ở Ukraine đã đưa quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Iran lên một tầm cao mới. Do đó, Nga bằng mọi cách có thể góp phần vào sự củng cố, phát triển sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo. Sức mạnh này sẽ giúp Iran tự tin và ít đưa ra nhượng bộ ngoại giao với Washington. Không hợp tác với Nga, Mỹ không có khả năng chống khủng bố một cách hiệu quả. Những nghi ngờ có cơ sở của Nga về việc Mỹ đang sử dụng một số nhóm khủng bố chống lại Moscow đã dẫn đến kết cục không có bất kỳ thỏa thuận nào về cuộc đấu tranh chung chống lại khủng bố.
và nếu không có sự tham gia của Nga cũng như Trung Quốc và các quốc gia khác. Washington đơn giản là không thể đối phó hiệu quả với một loạt các tổ chức khủng bố trên khắp thế giới. Mỹ không có khả năng ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân cả về số lượng đầu đạn trên thế giới và sự xuất hiện của những vũ khí này trên lãnh thổ các nước thứ ba. Nếu không có sự hợp tác với Moscow, ngay cả cuộc cải tổ cách mạng của Hội đồng Bảo an cũng sẽ không hiệu quả. Giới quan sát cho rằng, chỉ đưa ra thông báo về việc mở rộng thành viên là không đủ. Thay vào đó cần đưa ra danh sách các quốc gia sẽ trở thành thành viên thường trực mới. Công khai danh sách này sẽ là điều hiển nhiên. Song có hai câu hỏi. Điều đầu tiên, có nhiều hơn 6 quốc gia được đề xuất, gồm Iran, Ả Rập Xê Út, Brazil, Argentina, Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Nam Phi, Ai Cập. Thứ hai, tất cả các ứng viên đều có những bất đồng chính trị nghiêm trọng với các thành viên thường trực hiện tại của Hội đồng Bảo an. Theo đó, ở đây cần có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ với việc cung cấp nhiều sự đảm bảo khác nhau, không chỉ về tài chính mà còn cả quân sự, chính trị. Điều này có nghĩa là nếu Mỹ không hợp tác với Nga và Trung Quốc, Washington sẽ không thể đối phó. Và nếu Mỹ thất bại, thì không chỉ tương lai của chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Joe Biden sẽ bị đe dọa, mà ngay cả sự tê liệt của chính sách đối ngoại của Mỹ có thể gây xói mòn vai trò lãnh đạo quốc tế của Mỹ. Do đó, chính quyền Mỹ sẽ phải lựa chọn hoặc tiếp tục chính sách từ chối hợp tác với Moscow, hoặc chấp nhận cắt giảm vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình. Và với Nga, dường như sẽ rất hài lòng với cả hai sự lựa chọn này. Đến đây thì thời lượng của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, đánh giá của quý vị ở phần bình luận. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.